cập nhật ca mắc Covid-19 mới nhất tối 16 tháng 12. Bí thư Nguyễn Văn Nên, năm nay người dân phải có cái Tết bù lại. Thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ điều dưỡng. F0 dương tính một tuần không được hỗ trợ. Phó giám đốc CDC Hà Nội nêu lý do chậm chế. Omicron đã đánh lừa cả thế giới, chuyên gia cảnh báo hậu quả khó lường. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về sức khỏe, y tế trên kênh youtube Sức Khỏe Đời Sống. Chúc quý vị một buổi tối an lành bên người thân, gia đình. Còn ngay sau đây, mời quý vị đến với cập nhật ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam ngày 16 tháng 12. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 16 tháng 12 năm 2021. Về tình hình dịch Covid-19, thông tin các ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 12 đến 16 giờ ngày 16 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước, giảm 255 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 9.888 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, Cà Mau 1.339 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1.175 ca, Tây Ninh 932 ca, còn lại đáng chú ý số ca mắc ở Hà Nội giảm mạnh chỉ còn 423 ca. Ba tỉnh có 3 ca thấp nhất đó chính là Điện Biên 2 ca, Bắc Cạn 2 ca và Lai Châu 1 ca. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin cho 18.792 ca nhiễm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Tây Ninh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, gồm có Hà Nội giảm 601, Bến Tre giảm 275 và Sóc Trăng giảm 245. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, gồm có Bình Phước tăng 564, Cà Mau tăng 267 và Hải Phòng tăng 214. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.269 ca một ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.493.237 ca nhiễm, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 15.143 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.487.788 ca, trong đó có 1.061.644 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm có Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, gồm có thành phố Hồ Chí Minh 491.610, Bình Dương 288.554. Đồng Nai 93.854, Tây Ninh 61.192 và Long An 39.466. Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cdc.kcb.vn. Về số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.033 ca, Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.064.461 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là 7.852 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 5.402 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.271 ca, thở máy không xâm lấn 193 ca, thở máy xâm lấn 967 ca, ICMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 ngày 15 tháng 12 đến 17 giờ 30 ngày 16 tháng 12 ghi nhận 241 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 65 ca, Đồng Nai 26 ca, An Giang 20 ca, Tây Ninh 19 ca và Hà Nội 2 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.857 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Tại hội nghị thành ủy thành phố Thủ Đức lần thứ tư, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng trong thời gian qua. Đáng chú ý, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh gan ruột chia sẻ, năm nay người dân khổ phải có cái Tết bù lại, cả thành phố phải nỗ lực tối đa để dân có một cái Tết an khang, ấm áp nghĩa tình. Sáng nay, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thành ủy thành phố Thủ Đức lần thứ tư, khóa thứ nhất mở rộng Phát biểu chỉ đạo, Bí thư nên ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực, quyết tâm của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong thực hiện và đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Ông nên chia sẻ, chỉ hai tuần nữa là chia tay năm 2021, nhiều biến cố. 6 tuần nữa là Tết cổ truyền. Trách nhiệm của thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thành phố Thủ Đức nói riêng là làm sao nỗ lực tối đa để mọi người dân có cái Tết an khang, ấm áp, nghĩa tình. Ông mong muốn, năm nay người dân khổ như thế phải có cái Tết để bù lại. Nhưng trong điều kiện chúng ta không được chủ quan, muốn vậy phải bám sát chủ trương chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trước hết, phải giải quyết vấn đề y tế trên địa bàn. Nói về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay, năm 2020 và những năm tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ thành phố Thủ Đức đã đề ra nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên ông lưu ý, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của biến chủng mới tại nhiều quốc gia và chưa biết diễn biến thế nào. Do vậy tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Thành phố Thủ Đức cần đặc biệt củng cố hệ thống y tế, xem đây là chiến lược trụ cột. Tập trung kéo giảm số ca nhiễm, số ca tăng nặng và đặc biệt là giảm số ca tử vong xuống mức thấp nhất có thể. Ông nên nhấn mạnh, Thủ Đức phải có kịch bản chiến lược toàn diện chu đáo, linh hoạt và cũng phải luôn luôn chuẩn bị phương án xấu nhất để không bị động lúng túng. Bí thư nên cũng đề nghị thành phố Thủ Đức khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo để tham mưu ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết liên quan đến việc phân cấp, phân quyền cho thành phố Thủ Đức. Đồng thời, lập ban chỉ đạo giả soát các vụ việc còn tồn động trên địa bàn thành phố Thủ Đức để phối hợp với các sở ngành xử lý. Riêng việc gì thuộc thẩm quyền của Thủ Đức thì nhanh chóng xử lý, giải quyết dứt điểm, nhất là những vụ việc của người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, hiện tình hình dịch COVID-19 tại thành phố có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ bệnh nhân nặng khá cao. Thành phố đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện giã chiến, thu dung điều trị COVID-19. Tuy nhiên, một số bệnh viện, trung tâm hồi sức COVID-19 cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho thành phố. Cụ thể là 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng. Trong đó có 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, thuộc bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực tăng cường tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố. Theo đó, để đảm bảo chăm sóc điều trị F0 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường cho 179 trạm y tế lưu động, chưa kể 85 trạm đang hoạt động với tổng số là 537 quân y. Liên quan đến việc những người dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội không được hỗ trợ kịp thời, đại diện CDC Hà Nội cho biết hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây nên mới dẫn đến tình trạng chậm xử lý những người nghi nhiễm trên địa bàn. Nhiều ngày qua, Hà Nội trung bình mỗi ngày ghi nhận 1.000 ca mắc COVID-19. Nhiều quận huyện đang căng mình truy vết, ghi nhận ca mắc dẫn đến tình trạng nhiều F0 test nhanh dương tính nhưng không được quận huyện hỗ trợ ngay. Đơn cử là trường hợp gia đình 4 F0 tại Linh Đàm Hoàng Mai mắc COVID-19 nhưng một tuần qua không được hỗ trợ. Mới đây, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, lý giải hiện nay, lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận, chắc chắn. Phó giám đốc CDC Hà Nội phân tích, do có nhiều mẫu dương tính, nhân viên y tế phải làm xét nghiệm 2 đến 3 lần mới có kết quả chắc chắn, do đó mới chậm hơn thông thường. Trường hợp ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, không chỉ có CDC thực hiện, còn đơn vị khác xét nghiệm nữa. Nếu CDC làm, thời gian sẽ đảm bảo, nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn. Ông Tuấn cho hay, việc chậm trả kết quả xét nghiệm COVID-19 là do số lượng mẫu tăng lên, số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước. Trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới, CDC là 1.000 mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thì rất nhanh. Bây giờ là 1.000 mẫu mà 100 mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần 2, lần 3. Khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp, chứ không chạy liên tục được. Mẫu xét nghiệm dương tính nhiều thì sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần. Chỉ tính riêng CDC Hà Nội, ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm. Ngoài CDC Hà Nội, một số quận huyện và bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Mỗi ngày Hà Nội xử lý trên 10.000 mẫu xét nghiệm, trong đó có cả mẫu cách ly, mẫu xét nghiệm lần 2, lần 3 tương đối lớn. Trong trường hợp người dân test nhanh và nhận kết quả dương tính tại nhà, Phó giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm 5K. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm quanh vùng xử lý các ổ dịch. Ông Tuấn cũng chia sẻ thêm, hiện nay người dân Hà Nội được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm, khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể. Sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng, rác thải sinh hoạt xử lý bình thường. Mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này. Những ngày gần đây, Cà Mau những ngày gần đây, Cà Mau đều ghi nhận ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng. Theo tỉnh, hiện nhiều trường hợp xét nghiệm tiết nhanh, kháng nguyên dương tính, chỉ định xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hầu hết đều dương tính. Chính vì vậy, tỉnh này đã đề nghị Bộ Y tế cho phép khẳng định người mắc COVID-19 bằng test nhanh để giảm tốn kém sinh phẩm, hóa chất cho việc sử dụng xét nghiệm PCR. Về vấn đề khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, do hiện nay nhiều trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, chỉ định xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR hầu hết đều dương tính. Để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng phân tầng, cách ly điều trị F0 kịp thời và giảm tốn kém sinh phẩm, hóa chất cho việc sử dụng xét nghiệm PCR, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cho phép tỉnh xét nghiệm khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Cụ thể các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, người nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR. Trường hợp thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Trường hợp thứ ba là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau. Test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế cho phép khẳng định khỏi bệnh COVID-19 bằng test nhanh đối với hai trường hợp. Thứ nhất, f không điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh Kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên và test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường, thị trấn hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc F0 mà không có chống chỉ định tiêm phòng COVID-19, nhưng tổ chối tiêm vaccine phải tự chi trả phí điều trị. Mới đây, tại kết luận cuộc họp trực tuyến để ra soát, đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu các huyện và thành phố Huế tiếp tục ra soát, cập nhật số lượng người trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine mũi một trên địa bàn. Đối với các trường hợp F0, không có chống chỉ định tiêm phòng COVID-19, nhưng từ chối không thực hiện tiêm vaccine, xem xét việc phải tự chi trả phí điều trị. Nói thêm điều này tại buổi đối thoại, nắm bắt cơ hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và sáng 16 tháng 12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, đây mới chỉ là chủ trương để các sở, ban ngành nghiên cứu. Sắp tới tỉnh sẽ ban hành chính sách cụ thể. Tuy nhiên đó là một thông điệp gửi đến cộng đồng người dân để cùng tham gia tiêm vaccine. Ông Bình cho biết, quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sau tiêm, đảm bảo an toàn. Đặc biệt đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi thì việc tiêm vaccine đảm bảo an toàn đúng tiến độ. Ông Bình nhấn mạnh, số liệu cho thấy tại tỉnh có khoảng 10% bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng đã tiêm hai mũi, đa phần là chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi. Do vậy chúng ta mới thấy được hiệu quả của vaccine. Tiêm vaccine cần có sự hợp tác, ủng hộ, ý thức trách nhiệm của từng người dân. Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đẩy mạnh tiêm vaccine để đảm bảo miễn dịch cho từng cá nhân, miễn dịch cộng đồng. Vậy nên không thể lấy lý do này, lý do kia để không tiêm. Biến thể Omicron tính đến nay đã lây lan tới nhiều nước trên thế giới. Mới đây, Indonesia cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Đáng chú ý, người này là nhân viên một bệnh viện tại thủ đô Jakarta và không ra nước ngoài trong thời gian gần đây. Indonesia hôm nay ghi nhận ca lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Indonesia, Gunadi Sadikin cho biết, ca lây nhiễm được phát hiện chiều tối qua là một nhân viên tại bệnh viện Wisma Alet ở thủ đô Jakarta. Với ca lây nhiễm này, Indonesia đã trở thành quốc gia tiếp theo góp mặt vào danh sách quốc gia Đông Nam Á ghi nhận biến thể mới, sau Philippines, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Bộ Y tế Indonesia khẳng định, chưa có đợt bùng dịch trong cộng đồng vì biến thể Omicron nhà chức trách cũng nghi ngờ 5 người đã mắc biến thể này gồm hai người Indonesia nhập cảnh từ Mỹ, anh và ba người Trung Quốc. Như vậy Indonesia là nước mới nhất ở Đông Nam Á ghi nhận ca mắc biến thể Omicron. Malaysia, Singapore, Campuchia và Philippines đã ghi nhận các ca mắc đầu tiên trong tuần qua, nhưng chưa nơi nào ghi nhận dịch lan ra cộng đồng. Kể từ khi Omicron xuất hiện, biến thể này đã trở thành mối lo ngại cho nhiều nước trên thế giới, các chuyên gia vẫn đang từng ngày nghiên cứu về biến thể mới này nhưng chưa có kết luận cuối cùng nào cả. Vì vậy, các chuyên gia y tế hàng đầu ở Anh cảnh báo việc hiểu sai và chủ quan về mức độ gây bệnh của Omicron sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với cả thế giới. Giáo sư Chris Gritty, giám đốc y tế của vùng England, Vương quốc Anh, kêu gọi mọi người không nên coi nhẹ Omicron và hãy xóa bỏ suy nghĩ Omicron sẽ không gây bệnh nặng đến mức phải nhập viện điều trị. Ông muốn đặt cảnh báo nghiêm trọng trước những số liệu tích cực mà Nam Phi đưa ra mới đây. Quốc gia này công bố tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể Omicron thấp hơn 29% so với các biến thể trước đó của virus corona và chỉ có 3% bệnh nhân nhập viện gần đây tử vong. Tỷ lệ tử vong là 20% ở những đợt dịch trước. Giáo sư Whitty cảnh báo các dữ liệu này đã được diễn giải quá mức. Ông nói trong đợt dịch này, Nam Phi đã có sự chuẩn bị hơn so với đợt dịch trước và tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao hơn dẫn tới miễn dịch cộng đồng lớn hơn. Do đó, tỷ lệ nhập viện điều trị thấp hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nam Phi có tỷ lệ phủ vaccine thấp hơn Anh. Tuy nhiên, miễn dịch tự nhiên của họ đã tăng lên đáng kể sau so đợt càn quét của biến thể beta. Do đó, theo giáo sư Witty, sự sụt giảm về số người nhập viện là điều nằm trong dự kiến và không có nghĩa là Omicron gây bệnh nhẹ hơn. Ông nói thêm, nếu bạn nghĩ về những gì đã xảy ra ở đất nước chúng tôi ở đợt dịch so với biến thể Alpha vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, tỷ lệ nhập viện điều trị ở nhóm tuổi trên 65 là 22%. Khi đó, họ chưa được tiêm chủng. Giáo sư Witty cho biết, tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể Omicron chỉ bằng một nửa so với các biến thể khác. Nhưng với tốc độ lây lan nhanh chóng, thì nó sẽ phá hủy tất cả những thành tựu chống dịch chúng ta đã đạt được. Ông nói, nếu tỷ lệ nhập viện chỉ bằng một nửa, nhưng cứ hai ngày số ca nhiễm lại nhân đôi, thì chỉ trong vài ngày nữa thôi, bà sẽ quay trở về vị trí cũ. Khi đỉnh dịch cao gấp đôi, tỷ lệ nhập viện giảm đi một nửa, thì rốt cuộc chúng ta vẫn ngồi ở chỗ cũ và đỉnh dịch lại tiếp tục tăng nhanh. Ông cũng tỏ ra e ngại Tôi sợ rằng khi số bệnh nhân mắc Omicron tăng nhanh chóng, thì số người nhập viện cũng tăng nhanh, cùng với số ca phải điều trị đặc biệt. Nhưng tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, chúng tôi chưa thể tính toán được. Theo tôi, điều này sẽ rõ ràng sau Giáng sinh. Giáo sư Quý Tì cũng cho biết, sự khác biệt trong tỷ lệ nhập viện giữa những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng dần dần sẽ co lại, bởi vaccine đã kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ cơ thể trước biến thể Omicron so với biến thể Delta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vaccine, đặc biệt là các mũi tiêm nhắc lại, sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hàng nghìn ca nhập viện sẽ xảy ra nếu không tiêm. Thưa quý vị, theo các nghiên cứu về biến thể mới Omicron, thì biến thể này tuy lây lan nhanh nhưng không gây ra nhiều triệu chứng nặng, đặc biệt là ở những bệnh nhân nhiễm mà đã tiêm 2 đến 3 mũi vaccine. Vì vậy, cho nên việc tiêm vaccine là điều cần thiết để đối phó với biến thể mới này. Tuy nhiên, cũng không được chủ quan coi thường biến thể này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về biến thể này tới quý vị. Trong tình hình hiện nay, quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định 5K và theo dõi thông tin từ Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.